Chào các bạn nhé. Nay mình đang có mặt ở huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Vào Tây Nguyên lúc này đang là mùa mưa. Rất nhiều cà phê các bạn. Rất nhiều cà phê. Để quay cho các bạn xem chuyến hành trình của gia đình mình. Đây cây cà phê đây các bạn nhé. Liệu cây này có làm cảnh đâu không nhỉ? Gốc cà phê rất lâu năm rồi. Quả này nhưng đang chưa chín nữa. Chưa chín nữa. Các bạn vào mùa mưa gió. Đây các bạn. Đang đi chơi. Ở trong này thì rất ít người chơi cây cảnh bonsai kiểu của miền Bắc. Rất hiếm gặp những nhà trồng bonsai. Đây, đường đất các bạn này. Đây là nhà Tây Nguyên luôn. Cà phê và có cả tiêu Bắc các bạn nhé, phía trong là hạt tiêu mà đang ra hoa chưa ra quả. Một số hình ảnh trong Tây Nguyên để gửi đến cho các bạn ở phía Bắc, và nghe nói ở phía Bắc bây giờ đang có một cơn bão. Mít mít. Quả hồng ấy, thơm lắm. Trời phương năng ở đấy. Người mít chưa mít. Chưa mít thì quê. Mít về quê. Thơm nhỉ? Quá nhỏ mà thơm. Nhưng mà muối lên ngon này. Có mùa hè có khi bị hư một nửa thế này. Có này á? Ừ. Bỏ hết vào đây được á. Em cái muối vàng vàng nó được. Này, cho các xem nó. Có mùi mít. Có mùi mít. Nhìn đẹp hết đây. Nó đẹp lắm, nó ra nó chùm chùm một gì đẹp. Tôi vẫn chỉ chờ nó nổi. Em thấy ở ngoài nó còn đầy cây luôn. Sẵn tay cho xin muối không? Em vẫn. Ừ. Ngọt 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 quá. Các bạn nhé, mình vừa vào trong bếp ăn mít, gọi là mít tô nữ cùng với mọi người. Rất thơm, ngon. Và lưu lại một số hình ảnh của nhà chị gái ở trong này. Mình có đến đây cách đây 12 năm về trước. Và giờ quay lại. Quay một số hình ảnh ở khu vườn. Rất rộng, đây là một quả đồi các bạn. Ở Chư Sê Gia Lai nhé. Đây hạt tiêu này. Cà phê. Cà phê. Đây là cây hạt tiêu Bắc. Tiêu Bắc mình. Mình vào đúng mùa sầu riêng các bạn. Nhưng mà sáng nay hái được một quả. Rất rụng.
Tây Nguyên. Chào quý vị các bạn nhé, mình sẽ dừng ở đây.